Người đàn ông này là một sát thủ cực kỳ khét tiếng, anh ấy đang làm việc cho một băng đảng có số có má nhất ở cái đất Hàn Quốc này. Nhiệm vụ hàng ngày của anh chính là thủ tiêu những băng đảng đối thủ, có thể gây ảnh hưởng tới tổ chức của mình. Nhưng một biến cố cực lớn đã xảy đến với anh, chị gái và cháu của anh đã bị một đám xã hội thâm mưu hại, ngày ngày anh chìm trong tuyệt vọng không có lối ra. Tia sáng cuối cùng của anh chính là cô bạn gái này, nhưng cũng bị bọn chúng bắt cóc và uy hiếp. Vậy cuộc đời anh sẽ trôi dạt về đâu, và liệu anh có thể báo thù cho người thân của mình và cứu được bạn gái? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu bộ phim với mình nha. Vào một ngày trời mưa như chút nước, Tae-gu đến viện trung tâm thành phố để đón chị và cháu gái. Nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của chị gái, anh cảm thấy vô cùng đau khổ. Sau đó Tae-gu đưa hai mẹ con họ lên xe chuyên dụng về nhà ngay khi được xuất viện, cũng coi như yên tâm được một phần. Sau khi vẫy tay tạm biệt, cả hai vội vã đến nhà của Tae-gu để làm tiệc ăn mừng ra viện cho cô công chúa nhỏ. Thế nhưng khuôn mặt của Tae-gu đầy vẻ lo lắng, anh biết với tính khí của chị gái thì chắc chắn đã cố giấu bệnh tình của mình. Quả nhiên, sau khi hỏi bác sĩ, Tae-gu mới biết bệnh ung thư của chị gái mình ngày càng nặng và có thể hẹo bất cứ lúc nào. Nghĩ đến tất cả những gì hai người họ đã trải qua khi còn nhỏ, trái tim của Tae-gu đau như dao cắt. Còn chưa kịp đau buồn thì chuông điện thoại của anh vang lên, thấy là số của chị gái nên anh gượng cười bắt máy. Nào ngờ đầu dây bên kia bỗng vang lên một tiếng động lớn. Sau khi nhận được tin báo từ cảnh sát, Tae-gu tuyệt vọng chạy đến hiện trường, nhưng ở nơi đó không còn ai sống sót. Lúc đó tim Tae-gu như ngừng đập, bất lực cùng với nỗi đau như xé tâm can, anh ngồi gục xuống vũng nước. Anh thật sự không hiểu tại sao tài xế anh tin tưởng lại gây ra sự cố, và liệu có đúng như lời cảnh sát nói hay không, rằng nguyên nhân là do chiếc xe tải vô tình mất lái. Sau khi mất đi hai người thân, Tae-gu mất trí sẽ làm ra một trận mưa bằng tiết canh trên giang hồ. Tại Seoul, Hàn Quốc, phía nam và phía bắc đều có một băng đảng tội phạm, và Tae-gu là kẻ có sức mạnh chiến đấu mạnh nhất ở băng đảng của Gang Du-seok. Anh là một người đàn ông trung thành và can đảm, làm cho thành viên trong băng đảng phải bái phục. Ngay cả đối thủ thủ lĩnh của băng đảng Park Sang, chủ tịch đâu cũng muốn tạo quan hệ với anh. Tuy nhiên, Tae-gu toàn tâm toàn ý ở lại băng đảng của Gang Du-seok. Kể từ đó, chủ tịch đâu ở băng đảng Park Sang không bao giờ đề cập đến vấn đề này nữa. Nhưng đời người khó lường, đâu đâu cũng có kẻ dở trò. Tai nạn xe hơi bất ngờ này đã phá vỡ sự cân bằng mong manh này. Nửa đêm, Gang Du-seok dẫn theo một nhóm người đến dự tang lễ, thấy bộ dạng sa sút của Tae-gu, Gang Du-seok hối hận tức giận nói: "Nếu tôi đồng ý lời mời của chủ tịch đâu để cho cậu gia nhập băng đảng Park Sang thì điều xui xẻo hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra, chỉ trách người làm anh như tôi không tốt, nếu không tôi sẽ khiến chủ tịch đâu phải hối hận cả đời." Tae-gu không nói gì và biến mất trong màn đêm bao la sau khi uống một ly rượu mạnh. Chủ tịch đâu nghe tin đã cho người sắp xếp một cuộc gặp càng sớm càng tốt và nói rõ rằng mình không biết gì về vụ tai nạn xe hơi, nếu cần, lão ta có thể dùng sức mạnh của băng đảng để giúp Tae-gu tìm ra sự thật. Nghe vậy, Tae-gu không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, có vẻ như câu trả lời này nằm trong sự mong đợi của anh. Sau khi làm dịu tâm trí, Tae-gu lấy cớ để rời khỏi phòng sông hơi. Sau đó, anh lợi dụng điểm mù của camera để đi lấy con dao găm mình chuẩn bị từ trước, và thế là cuộc băm chém của Tae-gu bắt đầu. Mặc dù vệ sĩ của chủ tịch đâu không phải là kẻ thù của anh, nhưng trước khi anh ta kịp hét lên, Tae-gu đã giúp người này tắt thở. Sau khi thu dọn chiến trường và nhảy ra khỏi cửa sổ, mặt khác những tên khác ở tầng dưới của băng đảng Park Sang không để ý gì và vẫn lặng lẽ đứng đó. Sau một đêm băm chém, Tae-gu đến sân bay Seoul và Gang Du-seok đã đợi anh ở đó cũng khá lâu rồi. Khi lão đưa cho anh chiếc điện thoại, tiền cùng hộ chiếu thì cũng dặn anh hãy đợi ở đảo Jeju 7 ngày. Đến lúc đó, chuyến phà của Nga sẽ đưa anh đến Vladivostok để sống ẩn giật, rồi trở lại đây sau khi cơn bão này qua đi. Tae-gu không từ chối, dù sao anh cũng cần một nơi yên tĩnh để nỗi buồn trong lòng vơi đi. Sau khi chào tạm biệt Gang Du-seok, anh lên máy bay đến đảo Jeju mà không ngoảnh lại. Anh không biết rằng vào thời điểm anh rời đi, Gang Du-seok đã dẫn đầu băng đảng công khai tuyên chiến, cố gắng tấn công khi băng đảng Park Sang không có thủ lĩnh. Trong phút chốc, hai thế lực xã hội thâm lớn lao vào nhau. Sau khi Tae-gu xuống máy bay, một cô gái tên Je-chon đã đợi anh ở đó từ trước. Theo kế hoạch ban đầu, Kuto sẽ là người đón nhưng lại có việc gấp nên Je-chon đi thay. Tae-gu không nói gì và nhanh chóng đi theo. Nhìn cô lạnh lùng, anh cũng đang chán nản nên không nói lời nào. Không khí trên đường đi lặng như tờ. Chẳng mấy chốc xe đã đến một trang trại ngoại ô yên tĩnh. Giờ ăn tối chính thức bắt đầu. Sau khi biết Tae-gu đến đây để lánh nạn vì vướng vào rắc rối với bọn xã hội thâm, Jae-yeon không còn hiếu khách nữa. Bất kể Tae-gu có ăn hay không, cô ấy đều đổ thức ăn vào bồn dừa. Tae-gu không nói gì, nhìn màn đêm vô tận, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Cùng lúc đó, sau 18 giờ chiến đấu, băng đảng của Gang Du-seok đã kiếm được nhiều chiến lợi phẩm. Gần như hang ổ của băng đảng Park Sang đều bị lão già này nhuốm bằng tiết canh, nhưng xui xẻo cũng liên tục ập đến. Thủ lĩnh thứ hai của băng đảng Park Sang, Ma Sang-rok, đã trốn thoát thành công. Điều nguy hiểm hơn là vị chủ tịch đâu đã bị bem bởi Tae-gu, và kẻ bị đâm 5 nhát dao cũng sống sót sau thảm họa. Ma Sang-rok, kẻ đang lên cơn phẫn nộ, đang tập hợp lực lượng để khôi phục sức mạnh của mình. Cuối cùng thì nỗi sợ của Gang Du-seok cũng đến. Sang-rok gọi điện đến: "Ai cho mày cái gan đấy, nghe vẻ giỏi quá nhỉ, thằng chó đẻ, tao sẽ bem cả băng đảng của mày sau 24 giờ nữa." Sau đó anh ta tìm tên côn đồ ở băng đảng của Gang Du-seok bị đánh gục, rồi gửi cho Gang Du-seok lá thư khiêu chiến không hẹo không ngừng. Gang Du-seok hoảng sợ sau khi nhận được thư thách đấu. Việc đầu tiên mà lão ta làm là đi gặp trưởng phòng Park, nịnh nọt để mong hóa giải nguy cơ mất mạng dưới sức ép của Sang-rok. Trưởng phòng Park cũng không từ chối, ngay lập tức gọi cho Ma Sang-rok và hẹn ăn tối gặp mặt giữa ba bên. Ông ta kiến nghị rằng nên biến việc lớn thành việc nhỏ. Ở phía bên kia, Tae-gu đã lấy lại được sự tỉnh táo của mình. Đột nhiên một tiếng súng vang lên, Tae-gu không biết chuyện gì xảy ra nên vội vã ra ngoài để xem xét. Hóa ra là Je-chon đang ngắm bắn. Nhìn tài thiện xạ hoàn hảo của Je-chon, Tae-gu không khỏi cảm thấy nhột nhột trong lòng. Thế nhưng sau đó Je-chon đi ra vách núi, dí súng vào đầu mình. Tae-gu sợ hãi và lao lên như một cơn gió. Cuối cùng cùng, Je-chon không nhúc nhích chút nào và trực tiếp bóp cò. Ngay sau đó, như thể cả thế giới dừng lại, thì ra khẩu súng không có viên đạn nào cả, đó cũng chỉ là động tác thường ngày của Je-chon mà thôi. Lại một ngày nữa trôi qua, Tae-gu nằm trên giường cảm thấy thật nhàm chán, chỉ đành ngồi dậy và hít thở không khí buổi sáng. Thế rồi anh phát hiện ra Je-chon đã nằm gục trên vô lăng, nhìn vết kim tiêm màu trắng trên cánh tay của cô, Tae-gu cực kỳ khinh thường. Anh nghĩ rằng đó là do cô đã chơi đồ quá nhiều nên mới ngất đi, nhưng chú Kuto nhìn ra được và bảo với Tae-gu. Cuối cùng, may là Je-chon đã qua cơn nguy kịch. Nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Tae-gu, Kuto đành kể cho anh nghe về tình trạng của Je-chon. Je-chon mắc một căn bệnh nan y cực kỳ hiếm gặp, cứ phát bệnh là phải nhờ vào thuốc an thần. Trình độ y tế trong nước quá thấp, tỷ lệ phẫu thuật thành công khó vượt quá 10%. Với tình trạng hiện tại, trong vòng một tháng, tất cả các cơ quan trong cơ thể của cô sẽ tê liệt. Vì vậy, để chữa bệnh cho Je-chon, Kuto bắt đầu bán súng với giá rẻ để có nhiều tiền nhất có thể. Mục đích là đưa Je-chon đến Mỹ để tìm một bác sĩ nổi tiếng. Lúc này Tae-gu mới hiểu tại sao Je-chon luôn từ chối người khác. Mặt khác, nhờ có sự can thiệp của trưởng phòng Park, Ma Sang-rok đã chủ động tham dự bữa tiệc. Sang-rok ăn ngấu nghiến bát mì tương đen như thể trong nạn đói năm 75. Gang Du-seok bên cạnh sợ tới mức không dám thở mạnh. Trưởng phòng Park cũng không nói gì thêm. Với tốc độ ăn nhanh của Sang-rok, ông ta nói luôn mục đích của mình, rằng hiện đang trong giai đoạn thăng tiến quan trọng, các băng đảng trong khu vực phải biết an phận thủ thường. Nếu có sự cố nào khác nữa, ông ta sẽ bị cách chức ngay lập tức. Quan trọng hơn, sếp của ông ta là chỗ dựa lớn nhất của Gang Du-seok, và trưởng phòng Park có thể đến đây giải quyết chuyện này vào hôm nay cũng là được cấp trên chỉ định. Vì vậy, ông ta bảo băng đảng Park Sung không được ra tay với Gang Du-seok, nếu không, ba bên sẽ không thể tồn tại thêm. Nhưng để bù đắp cho việc chủ tịch đâu bị đâm và tàn phế, Gang Du-seok phải giao ra Tae-gu và để Ma Sang-rok giải quyết, còn Gang Du-seok sẽ phụ trách việc thu dọn tàn cuộc cuối cùng. Mặc dù Ma Sang-rok đang điên tiết lắm rồi, nhưng dưới áp lực của trưởng phòng Park, anh ta chỉ có thể đồng ý với ý kiến này. Bằng cách này, một vụ án mạng gây sốc chống lại Tae-gu đã được lên kế hoạch, còn Tae-gu ở đảo Jeju thì không hề hay biết gì. Anh còn cảm thấy nhẹ nhõm khi Gang Du-seok bảo mình rút lui. Nhìn dáng vẻ ngái ngủ của Tae-gu, trong lòng Je-chon thoáng qua một tia áy náy. Trên đường về, Je-chon cảm nhận được hơi ấm trong mắt Tae-gu. Đương nhiên, cô cũng đoán được Kuto đã kể cho anh nghe về tình trạng của mình. Thế là cô đưa Tae-gu đến cửa hàng bán cá sống mà cô yêu thích, chia sẻ những món ăn ngon nhất với anh. Sashimi thập cẩm gợi lại quá nhiều kỷ niệm tuổi thơ của Tae-gu, bởi trong ký ức của anh, mẹ ốm nặng và chị gái bị ung thư thích làm món ngon này cho anh nhất. Trong sự hỗn độn của mớ suy nghĩ, Tae-gu cảm thấy khó chịu và chán ăn. Je-chon nghĩ rằng Tae-gu không thích ăn món này nên cô gọi một ly soju và tiếp tục ăn. Kuto ở nhà cũng nhận được một đơn hàng mới, đóng gói bán hết số vũ khí ở nhà cho người này, nhưng ngay lúc thu tiền và giao hàng thì ông đã bị tấn công, và bọn xã hội thâm người Nga ngoài cửa cũng đã bao vây nơi này, mục đích là để thủ tiêu Kuto, một con cáo già ngỗ ngược. Thấy không còn lối thoát, Kuto rút súng ra bắn. Đám ôn con đến giao dịch đều trốn trong hầm, chúng đang đợi bọn sát thủ người Nga đến đây. Cùng lúc đó, cả hai vội vã trở về nhà. Tae-gu phát rồ sau khi nghe thấy tiếng súng, nhưng đối thủ có vũ khí nóng trong tay. May mắn thay, Je-chon phản ứng nhanh và hóa vàng tất cả những người trong xe chỉ trong phút mốt. Kuto đã nghe thấy tiếng súng nên biết rằng Je-chon đã trở lại, nên ông ra lệnh cho tên khốn đó giao tiền rồi định nhanh chóng rời đi, nhưng lại không hề hay biết sát thủ người Nga đã đến. Kuto bị bắn một phát ngay vào vai. Thấy Kuto hấp hối, lũ khốn kia kẻ què người cụt bắt đầu tản đi, nhưng lại gặp phải Je-chon đang muốn cứu chú Kuto. Nhìn chú mình nằm trên vũng tiết canh, Je-chon bất ngờ bật khóc. Đám ôn thần nghĩ Je-chon chỉ biết khóc nên lao đến với hung khí. Je-chon ngồi trên mặt đất không còn chịu đựng được nữa. Sau khi cô đứng dậy, bang bang bang, nhiều phát súng đã được bắn ra, đạn bay ra đến đâu thì người bay màu đến đó. Lũ khốn này đều phải nộp mạng cho tử thần ngay và luôn. Tae-gu không dám chậm trễ, nhặt túi tiền lên, nhét hết súng vào đó, chuẩn bị để rời khỏi nơi đáng sợ này. Bởi vì một khi quân tiếp viện của Nga đến đây, hai người bọn họ khó có thể bình yên vô sự. Je-chon quyết tâm mang thi thể của chúng mình đi cùng và thề sẽ không rời. Tae-gu hết cách nên vác cô lên vai đi thẳng, nhưng lúc Je-chon vật lộn thì bệnh nan y bất ngờ tái phát. Tae-gu không thể phân biệt được sự khác biệt giữa các loại thuốc nên đành đưa tay cho cô cắn. Mới đó mà màn đêm đã buông xuống. Trong lúc Je-chon phát điên, cả hai đã đến một khách sạn. Hai con người đều không có ý định ngủ, tình cờ ngồi cùng một chiếc ghế, và Je-chon cũng kể tường tận về cuộc đời mình. Hóa ra gia đình cô đều là những người bình thường, nhưng vì Kuto là xã hội thâm, cha mẹ và em trai của cô đều bị bem bởi bọn mafia Nga, nên từ đó lúc nào cô cũng ghét và mong Kuto hẹo sớm. Nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng sẽ đến một ngày mà cô đau khổ đến mức gần như nghẹt thở. Tae-gu không nói gì, lặng lẽ đỡ Je-chon vào nhà. Nhìn Tae-gu đi, Je-chon lại nhớ đến cảnh tượng ban ngày. Cô đề nghị ngủ cùng Tae-gu một đêm và nói rằng sẵn sàng dâng hiến thân thể này. Dù sao mấy tuần nữa thôi cô cũng sẽ hẹo, coi như là báo đáp ân tình của Tae-gu. Tae-gu không nói gì, khóa cửa và trở về phòng. Dưới ánh đèn mờ ảo, hai trái tim cô đơn bơ vơ dần tựa vào nhau. Cả đêm không có gì để nói. Sáng hôm sau, Tae-gu đánh thức Je-chon và đưa cô đến quán cá. Anh còn chủ động kể lại cuộc đời bi thảm của mình. Je-chon vô cùng xúc động, bắt đầu nuốt từng miếng lớn. Sau bữa ăn, cả hai không ai nói gì, họ đứng bên biển trong sự ăn ý, lặng lẽ cảm nhận sự quyến rũ của thiên nhiên. Trên đường về, Je-chon tựa đầu vào vai Tae-gu. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy có cái gọi là lòng tốt. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến khách sạn. Sau khi đưa Je-chon vào, Tae-gu vội vã đến sân bay, nhưng không biết rằng người của Ma Sang-rok đã chờ ở đó từ lâu. Gần trăm tên côn đồ đã trực chờ sẵn ở sân bay, nhưng khoảnh khắc Tae-gu bước vào sân bay, điện thoại anh bất ngờ rung chuông, người gọi đến là người trong băng đảng của Gang Du-seok, Jin-sung. Jin-sung nhanh chóng báo chuyện Gang Du-seok bán đứng anh để sống sót. Phóng tầm nhìn ra một chút, Tae-gu nhìn thấy Ma Sang-rok, nhìn Yoo Do-su ở phía sau như một kẻ bợ đỡ chính hiệu. Tae-gu ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện, nhanh chóng bỏ chạy. Sức mạnh của côn đồ số 1 Seoul quả nhiên danh xứng với thực. Trước vòng vây của gần 20 tên to con, Tae-gu vẫn thoát dễ dàng. Thấy Tae-gu chạy trốn, đám người của Sang-rok đuổi theo ngay và dựa vào lợi thế về quân số để tấn công Tae-gu từ ba phía. Xe của Tae-gu chịu nhiều cú và đập mạnh nên chỉ biết nằm tại chỗ. Ngay lập tức đám quân của Sang-rok tập trung lại, bọn chúng lôi dao ra định bem Tae-gu ngay trong xe, nhưng trong tình thế tuyệt vọng, Tae-gu đã bộc phát sức mạnh to lớn, dùng chìa khóa xe để chiến đấu. Thật trùng hợp cảnh sát đúng lúc đến đây để ổn định trật tự. Tae-gu lợi dụng sơ hở này để giật xe rồi tẩu thoát. Biết Tae-gu đã trốn thoát, Ma Sang-rok vô cùng tức giận quay sang đập cho Gang Du-seok nát mặt. Gang Du-seok ngay lập tức nghĩ ra một kế, vì Tae-gu trọng nghĩa tình nên chúng ta sẽ bem người anh em chí cốt của nó. Tôi không tin nó nhẫn tâm chạy trốn tiếp nữa. Sau một trận chiến ác liệt, Tae-gu quay về khách sạn. Anh định dẫn theo Je-chon và chạy trốn khỏi nơi đây, không ngờ ông chủ bảo anh rằng Je-chon đến nhà cũ của Kuto. Tae-gu đột nhiên rơi vào tuyệt vọng, anh biết rằng Ma Sang-rok chắc chắn sẽ răng lưới chờ sẵn ở đó. Đúng như dự đoán, Je-chon bị bắt ngay khi vừa đến nơi. Cú điện thoại đe dọa của Gang Du-seok cũng đến như anh phỏng đoán, chỉ cần anh không xuất hiện, cả Jin-sung và Je-chon đều sẽ đăng xuất hết. Tae-gu không còn lựa chọn nào khác, lao vào nông trại này liều mạng. Rồi anh bị đám ôn thần này đánh cho thừa sống thiếu đường về với các cụ. Sau đó thì chúng kéo lê thân xác đầy tiết canh của anh vào trong kho. Thấy được sự nghĩa khí của Tae-gu, Sang-rok ngay lập tức gọi điện cho cấp dưới của mình và bảo để Jin-sung đi, nhưng hóa ra Gang Du-seok đã đi trước một bước và bí mật xử tử Jin-sung. Ma Sang-rok đã rất tức giận, hắn ta hành tẩu trên giang hồ mấy chục năm, chưa bao giờ phạm vào quy tắc giữ chữ tín, thế mà bây giờ lại bị tên điên Gang Du-seok phá hoại một cách ngu ngốc. Anh ta sôi tiết chuẩn bị lấy mạng lão già này, nhưng trưởng phòng Park có chuyện muốn nói trước nên chỉ có thể đánh lão ta một trận như tử để chút giận. Sau đó, Sang-rok đi đến trước mặt Tae-gu và tặng anh một món quà lớn. Thì ra mấy ngày qua hắn ta đang điều tra vụ tai nạn xe kia và không ai biết chuyện này, và kết quả là người gây ra chuyện đó không ai khác ngoài Gang Du-seok. Chuyện đến nước này, Gang Du-seok cũng không giấu nữa. Trong 12 năm qua, Tae-gu đã đạt được những thành tựu to lớn và chủ tịch đâu ở băng đảng Park Sang lúc nào cũng muốn kéo anh về. Để có được quyền lực, lão ta chỉ có thể gieo rắc bất hòa và đấu tranh cho cuộc sống của mình. Tae-gu biết được sự thật thì như một con hổ tức giận, anh thoát khỏi xiềng xích, tung nắm đấm của mình, xông về phía Gang Du-seok để bem con cáo già này. Nhưng Ma Sang-rok luôn ghi nhớ lời dặn của trưởng phòng Park, hắn bất đắc dĩ đưa dao cho Gang Du-seok để lão ta thoát nạn. Có được con dao trong tay, Gang Du-seok đã thành công, nhưng Tae-gu điên cuồng hơn bao giờ hết với sức mạnh trong sự tuyệt vọng, cho dù chỉ còn mỗi cái đầu thì anh cũng phải tiêu diệt được Gang Du-seok. Thấy Gang Du-seok đang cận kề với Diêm Vương, Ma Sang-rok không còn cách nào khác ngoài việc phát lệnh bao vây. Ngay lập tức tất cả những tên côn đồ xung quanh bao vây Tae-gu. Sau 749 lần ăn đấm, Tae-gu bị Gang Du-seok cắt khớp cổ. Sau khi đưa Je-chon đi, bọn chúng phóng hỏa trang trại rồi rời khỏi đó. Nhìn ngọn lửa hừng hực, trái tim Je-chon hoàn toàn đứng hình. Suốt đêm dài, Je-chon liên hệ để hỏi địa chỉ ăn uống của đám người Gang Du-seok, và nơi đó cũng là nơi chứa kỷ niệm nửa phần đời còn lại của cô và Tae-gu. Trong cơn tức giận, Je-chon lái xe máy như bay trên đường. Sau khi đến nơi, cô khóa chặt cửa lại từ bên trong. Những tên côn đồ có mặt ở đó cười phá lên chế giễu Je-chon, vì trong mắt chúng, một cô gái nhỏ như con kiến này thì làm ăn được gì. Nhưng nào có ngờ cánh cửa địa ngục đã mở sẵn chờ mình. Sau một phát bắn, trận chiến chính thức bắt đầu. Tên côn đồ vừa rồi còn hùng mạnh mà giờ lại muốn tìm một cái lỗ trên mặt đất để chui vào. Gần 40 côn đồ đều bị tiêu diệt dưới tài thiện xạ đỉnh cao của Je-chon. Nghe thấy tiếng ồn, Ma Sang-rok vội vã ra xem, nhưng bị Gang Du-seok bỏ rơi ở ngoài. Nhìn Je-chon bê bết tiết canh, trên mặt hắn hiện lên một tia tức giận, nhưng dù có hung dữ đến đâu thì cũng không nhằm nhò gì với Je-chon. Sau đó, cô bước vào trong, bắn đủ 19 phát vào Gang Du-seok và đồng bọn. Trong lúc bắn tên đồng bọn kia, cô tranh thủ bắn vào chỗ hiểm của hắn. Je-chon một lần dùng lực bắn tiếp để tiễn hai tên này về trời. Kết thúc câu chuyện, Je-chon đi đến bờ biển đã từng đi với Tae-gu. Cô đeo tai nghe của anh vào, với âm nhạc đang phát làn gió ấm áp, Je-chon nhẹ nhàng nở nụ cười đã mất từ lâu. Đoạn sau thì không được chiếu lên vì nhạy cảm. Đây là một bộ phim hành động cực kỳ hay, được đánh giá điểm cao nhất của năm sau khi phát hành. Bộ phim tới đây là kết thúc, hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo trên kênh. Tạm biệt.